Ngay giây phút này đây ạ, chúng con muốn rằng quý vị sẽ đến với tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Hồ Trúc với những nốt nhạc rất nhẹ nhàng, rất tình cảm và có thể nói rằng hội tụ đầy đủ những nét tinh tế của nhạc trong ngày hôm nay đến với quý cộng đoàn. Và chúng con xin được trân trọng kính mời ạ, quý cộng đoàn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Hồ Trúc qua nhạc phẩm Cảm Mến Ân Tình. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe.
dành một tràng pháo tay từ phía quý vị trong ngày hôm nay để cảm ơn tiếng kèn soprano của nghệ sĩ Hồ Trúc ngày hôm nay.